Thật là cái vui khi cập nhật bao trùm bản tin ngày 27 tháng 3 sẽ là về thất bại của đội tuyển Việt Nam trước Indonesia. Bên cạnh đó, người hâm mộ cũng không thể bỏ qua kết quả thi đấu của nhiều đội bóng lớn cùng những thông tin về nhiều ngôi sao hàng đầu. Cảm ơn các bạn đã đến với kênh bình luận viên Anh Quân News và chúng ta bắt đầu ngay bây giờ. Đội tuyển Việt Nam thua đậm Indonesia. Huấn luyện viên Philippe Troussier chia tay tuyển Việt Nam. Manuel Akanji chấn thương. Có lẽ trong các dự tính tồi tệ nhất thì các fan cũng không thể tưởng tượng ra cách đội tuyển Việt Nam thảm bại trước đối thủ Indonesia trên sân nhà Mỹ Đình. Ngay phút thứ 9, đại diện xứ Vạn Đảo đã mở tỷ số nhờ một pha bật cao đánh đầu sau tình huống phạt góc. Không lâu sau đó đến lượt Ragnar Oratmangen lên tiếng để nhân đôi cách biệt cho đội khách. Thời gian còn lại của hiệp 1 ghi nhận việc Việt Nam bế tắc trong việc rút ngắn tỷ số và đành bước vào giờ nghỉ cùng bất lợi lớn về mặt kết quả. Sự nhạt nhòa của binh đoàn Rồng Vàng tiếp đối sang 45 phút tiếp theo và thủ môn Nguyễn Philip đã để thua thêm một bàn nữa vào thời gian bù giờ. Chung cuộc, Việt Nam thảm bại trước Indonesia 0-3 và rất khó có vé đi tiếp ở vòng loại thứ hai của World Cup. Chỉ vài tiếng sau trận thua lịch sử trước đối thủ Indonesia thì đội tuyển Việt Nam đã quyết định thay tướng. Theo các cập nhật ban đầu, VFF lựa chọn chấm dứt hợp đồng với huấn luyện viên Philippe Troussier ngay lập tức và đây là động thái nhận sự ủng hộ lớn từ người hâm mộ nước nhà. Tất nhiên câu hỏi quan trọng nhất lúc này là ai sẽ ngồi vào chiếc ghế nóng tại binh đoàn Rồng Vàng với rất nhiều sức ép bủa vây như hiện tại. Rõ ràng một vài cái tên tiềm năng cũng đã xuất hiện, nhưng có lẽ vẫn còn quá sớm để khẳng định danh tính tân thủy trưởng của tuyển Việt Nam. Là một trong những ngôi sao sáng nhất của bóng đá Việt Nam thời điểm hiện tại, nhưng Nguyễn Quang Hải không được chơi phút nào trong trận gặp Indonesia vào đêm qua. Quá thất vọng khi liên tục ngó lơ một cách vô lý, cầu thủ gốc Đông Anh đã bật khóc ngay trên băng ghế dự bị. Cảm xúc trên nhận được sự đồng cảm lớn từ người hâm mộ và mong rằng dù tân thuyền trưởng của binh đoàn Rồng Vàng là ai, thì Quang Hải cũng sẽ khôi phục lại tầm ảnh hưởng nơi đội tuyển quốc gia. Đối đầu Bỉ trong bối cảnh vừa thua Brazil nên tuyển Anh nhập cuộc đầy quyết tâm. Thế nhưng Tam Sư lại để đội bạn mở tỷ số ở phút thứ 11 do công của Jurrien Telemans. Các nỗ lực sau đó của thầy trò Gareth Southgate giúp họ được hưởng qua 11m và rồi Ivan Toney đã thành công trong việc đưa cuộc đấu về lại thế cân bằng. Tuy nhiên, trước khi bước vào giờ nghỉ thì Jurrien Telemans lại tiếp tục lên tiếng để nâng tỷ số lên 2-1 nghiêng về phía đội tuyển Bỉ. Thời gian sau đó ghi nhận việc tuyển Anh chơi đầy nỗ lực và đã có bàn thắng của Jude Bellingham ở thời gian bù giờ. Do vậy, Tam Sư đã có trận hòa kịch tính hai đều để phần nào giải tỏa sức ép nơi người hâm mộ. Thế nhưng huấn luyện viên Gareth Southgate vẫn còn rất nhiều việc phải làm để giúp đội nhà tăng cơ hội vô địch tại Euro 2024. Đến lập khách trên sân của Slovenia và đội tuyển Bồ Đào Nha đã tung ra sân đội hình có nhiều hảo thủ. Điều này giúp Seleção châu Âu cầm bóng vượt trội đối thủ trong 45 phút đầu tiên. Thế nhưng, sự thiếu hiệu quả của những chân sút khiến cho hai đội bước vào giờ nghỉ cùng kết quả hòa không đều. Thời gian sau đó đã diễn ra đầy kịch tính và rồi tỷ số đã được mở phút 72 khi Adam Krasnacenin chọc thủng lưới Bồ Đào Nha. Không lâu sau đó, Slovenia có bàn thắng nhân đôi cách biệt để thể hiện ưu thế của mình. Ở chiều đối diện, Seleção châu Âu bất lực trong việc phá lưới đối thủ nên đành chấp nhận trận thua chung cuộc cùng tỷ số 0-2. Là một trong những đại chiến được mong chờ nhất trong đêm qua và Đức cùng Hà Lan đã cống hiến cho khán giả hai hiệp đấu đầy căng thẳng. Ngay phút thứ tư, Joe Veerman đã đưa câu lạc bộ da cam vượt lên dẫn trước. Thế nhưng sự quyết tâm của Demar Sharp giúp họ đưa trận cầu về lại thế cân bằng không lâu sau đó. Đây cũng là bàn thắng cuối cùng trong nửa đầu đại chiến nên một đều là kết quả của 45 phút đầu tiên. Được biết, hiệp 2 cũng đã diễn ra đầy căng thẳng, nhưng chỉ có thêm một pha lập công của Niklas Füllkrug bên phía những cỗ xe tăng. Do đó, Đức đã là bên được hưởng niềm vui với chiến thắng 2-1 khi trọng tài chính thức nổi hồi còi mãn cuộc. Đụng độ Chile trong trận cầu tối qua và Pháp đã gây thất vọng khi để đội bạn chọc thủng lưới ngay ở phút thứ 6. Thế nhưng với chất lượng đội hình vượt trội thì Le Bleu đã vỡ hòa thành công nhờ bàn thắng của Youssouf Fofana. Không những vậy, Randal Kolo Muani cũng kịp thời lên tiếng ở phút 25 để đưa tuyển Pháp vượt lên dẫn trước 2-1. Đây cũng là bàn thắng cuối cùng trong hiệp 1 nên gà trống thành gà lòa đã bước vào giờ nghỉ cùng lợi thế về mặt kết quả. Nửa sau cuộc đấu ghi nhận thêm một bàn thắng nữa dành cho Le Bleu do công của Olivier Giroud ở chiều đối diện.
Chile chỉ một lần phá lưới đối thủ trong hiệp 2 nên đành nhận thất bại cùng tỷ số chung cuộc 2-3. Kết quả tích cực trên giúp Pháp lấy lại sự tự tin sau khi thua Đức cách đây không lâu. Hiếm có ai khát khao công việc ở làng túc cầu hiện tại bằng huấn luyện viên Jose Mourinho. Thậm chí người đặc biệt mới đây còn tham dự phỏng vấn với chuyên gia săn tin Fabrizio Romano và phát đi thông điệp cùng tuyên bố: "Tôi đã sẵn sàng bắt đầu lại. Tôi không còn phải nghỉ ngơi hay suy nghĩ như thường lệ. Tôi cảm thấy mạnh mẽ và thực sự đã sẵn sàng. Thế nhưng tôi cũng không muốn lựa chọn sai lầm." Quả là những thông điệp thẳng thắn. Và có lẽ ekip của chiến lược gia người Tây Ban Nha đã làm việc hết tốc lực để giúp thân chủ của mình sớm có bến đỗ mới. Chỉ còn ít ngày nữa thì đại chiến giữa Manchester City và Arsenal sẽ diễn ra. Ngoài cập nhật về hai đội thì vấn đề trọng tài cũng là điều được các cổ động viên quan tâm. Theo đó, Anthony Taylor sẽ bắt chính ở cuộc đụng độ kể trên trong khi Jared Gile làm nhiệm vụ tại phòng VAR. Với tính chất quan trọng của cuộc đấu cùng việc EPL mùa này đã chứng kiến không ít sai sót đáng tiếc thì người hâm mộ rất mong ekip kể trên sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Là một hậu vệ phải được đánh giá rất cao nhưng Kyle Walker lại không cho rằng mình là cá nhân đỉnh nhất ở vị trí trên thời điểm này. Thay vào đó, trụ cột Manchester City dành sự ghi nhận cho Dani Carvajal vì những đóng góp bền bỉ tại Real Madrid. Khó có sự tôn trọng nào lớn hơn thế và hai bên sẽ sớm có cơ hội tranh tài khi Man City đụng độ Real Madrid ở tứ kết của Champions League. Ngôi sao tiếp theo phải rút khỏi đợt tập trung của các đội tuyển chính là Manuel Akanji của Manchester City. Được biết học trò của Pep Guardiola đã sớm chia tay Thụy Sĩ và đây là thông tin khiến các fan đội chủ sân Etihad lo lắng. Mọi chuyện còn căng thẳng hơn khi đại chiến giữa nhà đương kim vô địch Champions League và Arsenal sắp diễn ra và chưa biết liệu Akanji có kịp bình phục cho cuộc thư hùng trên hay không. Rất nhiều cầu thủ của đội tuyển Anh đã phải rút lui sớm khỏi đợt tập trung hiện tại vì các lý do thể trạng. Việc này khiến huấn luyện viên Gareth Southgate gặp khó và ông thầy xứ sương mù thừa nhận chưa từng đối diện tình trạng căng thẳng như vậy ở trước đây. Tất nhiên điều mà các cổ viên tam sư mong chờ nhất vào lúc này là tình hình tuyển Anh sẽ ổn hơn sau đây vài tháng khi Euro 2024 diễn ra. Dù đã tạo được một vài dấu ấn trong mùa bóng của Manchester United nhưng Alessandro Garnacho lại chưa thể hiện được nhiều tại đội tuyển quốc gia Argentina. Thực tại trên có thể sắp thay đổi khi ngôi sao Nam Mỹ có trận đá chính đầu tiên cho Albi Celeste trong cuộc đụng độ Costa Rica. Thông tin này vừa được huấn luyện viên Lionel Scaloni xác nhận và làm các fan Garnacho cực kỳ phấn khích. Như vậy là chúng ta đã cùng đi hết những cập nhật đáng chú ý của thế giới bóng đá trong 24 tiếng qua. Quả thật là một ngày sôi động với nhiều thông tin xoay quanh các đội tuyển tên tuổi. Vì vậy đừng quên cập nhật những diễn biến mới nhất về làng túc cầu trên hệ thống kênh Bình Luận Viên Anh Quân. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.